Thưa bà con và quý khán giả, những cây lúa này đã được hơn 40 ngày tuổi và chỉ trong một thời gian ngắn nữa thôi sẽ chuẩn bị bước vào giai đoạn làm đồng. Đây là giai đoạn quan trọng quyết định đến năng suất của mùa vụ. Thế nhưng trước những biến đổi thất thường của thời tiết, bà con đã thấy rằng có khi lúa làm đồng sớm hơn bình thường, có khi lại trễ hơn dự đoán. Theo anh Hoài, vụ hè thu này làm gì cũng phải canh thời tiết. Như lúc rải phân đón đồng mà mắc mưa thì chịu thua. Chưa biết số phân này khi xuống ruộng, cây lúa có hấp thụ hết để giúp đồng to hay không. Chỉ thấy đã có nhiều nguy cơ giảm năng suất. Lá đồng này mà bị sâu lá cuốn cái là cái như là bông lúa nó đâu có mà được hấp thu đâu mà nó ra bông nhiều. Không bị gầy thì chúng mà bị gầy thì thách. Sao thấy đây đang gầy quá trời nè. Thì cám nhóc chân nè. Sáng giờ anh xịt mà mưa này không dám xịt nè. Miếng ruộng này đã hơn 40 ngày tuổi, chiều cao đang ở giai đoạn lý tưởng để trải phân đón đồng. Cái chà lúa này thì nó chuẩn, đón đồng thì nó cái lượng phân mình nó sẽ dễ bón hơn. Đồng thời cái lúa này hiện tại nó cái màu vàng mỡ gà, thì mình sẽ đón đồng, cái cây lúa nó sẽ hấp thụ cái phân tốt nhất. Hai lần không hả? Cái miếng ruộng này thực sự khi mình tác động phân á, mình sẽ lưu ý chuyện, khi mà nhìn cái miếng đất á là cái sình nó đen, thành ra cái miếng đất này là trái ao cái bộ rễ nó sẽ yếu. Mình làm sao mình có thể là cái miếng đất này có thể một mình xả nước, còn xả nước được ít ra mình sẽ xử lý dầu trước khi rễ phân để cho nó cải thiện bộ ra bộ rễ cái. Kiểm tra thêm một lần nữa bằng thao tác xé đồng, kết quả không phải cây nào cũng có đồng một ly. Hồi trước thì vụ mùa màng nó thuận tiện hơn, bây giờ nó làm sao không biết nữa mà nó ôi bức lắm. Cho nên cái đồng nó không có chuẩn như mọi năm. Nếu như vụ đông xuân lúa khoảng 38 ngày đã có thể đón đồng, thì vụ hè thu có thể trễ hơn cả tuần. Nếu không kiểm tra kỹ và đón đồng sai thời điểm, nông dân chỉ tốn tiền chứ hiệu quả không cao. Nó chỉ là ăn rồi nó tạo cho bộ lá nó xanh thôi, có khi có thể là xanh tốt và gây ra sâu bệnh nữa. Nếu đón đồng trễ là cái thất thu rất là nặng. Cái lợi nhuận hay là đạt mà năng suất cái gì là do là cái chân chỗ cái thời điểm mình đón đồng. Theo bà con nông dân, năng suất vụ hè thu thường không cao. Phần là do dịch hại, sâu bệnh, phần do đổ ngã vì mưa. Nếu không đón đồng đúng thời điểm và cân đối dinh dưỡng hợp lý để đạt năng suất tối đa, vụ lúa này bà con sẽ khó có lợi. Có thể thấy bà con nông dân có nhiều ý kiến khác nhau về việc xác định thời gian đón đồng. Bà con có cách làm dân gian rất hay, đó là xé đồng xem bù nhùi một ly. Tuy nhiên, với bù nhùi một ly có dễ quan sát hay không, tách như thế nào để còn thấy tim đèn, chúng tôi đã chuyển những thắc mắc của bà con đến với chuyên gia của trường đại học Cần Thơ. Thưa bà con, khi mà bà con quyết định cái thời điểm bón phân đón đồng, bà con nên xem cái đồng ở bên trong thân cây lúa. Nếu mà cái đồng vừa một ly là lúc mà chúng ta bón phân trong ngày đó là tốt. Nhưng mà bây giờ trong ruộng lúa của mình thì nó không có đều. Có bụi đồng đi trước, có bụi đồng đi sau, thì bà con lấy chừng 10 cái chồi khỏe mạnh bà con tách ra. Nếu mà có 5 chồi mà có đồng 1 ly là lúc đó lúc bà con có thể bón phân đón đồng được. Là vì lúc đó là lúc mà cái đồng nó đang phát triển, chúng ta bón phân vô, chúng ta kích hoạt, kích thích làm cho cái đồng nó sinh ra được nhiều hạt lúa hơn. Thì nó sinh thêm 5-7 cái hạt lúa cho một bông. Mà nếu chỉ cần sinh thêm 5-7 hạt lúa cho một bông thì chúng ta thấy chúng ta có thêm được cả tấn lúa trong một hectare. Bà con lưu ý mấy chuyện này. Thứ nhất á, là khi bón phân đón đồng thì bà con đừng có bón phân đạm cao quá. Và nếu được thì bà con nên chuyển, thay vì dùng cái ure trắng, bà con dùng cái ure đen, giảm lượng phân xuống. Thì như vậy là cây lúa nó ăn phân tốt hơn và nó sẽ không thiếu phân nhưng mà nó cũng không dư phân. Trước khi bón phân đón đồng, bà con cần quan tâm coi trong ruộng của mình có sâu bệnh gì không, nhất là bệnh đạo ôn. Nếu mà có bệnh đạo ôn thì đề nghị bà con nên phun thuốc trị dứt bệnh đạo ôn rồi hãy bón phân đón đồng. Dạ chào mấy anh mấy chú, mình đang làm gì vậy? Cái này bà con đang thăm ruộng, đang chuẩn bị mình bón phân nuôi đồng. Dạ.
Vậy thì bây giờ mình xé đồng nó có khác gì so với lúc trước không anh? Thì như cái thời gian trước thì bà con thì mình chỉ nhắm là ví dụ như cái lá lúa nó thắt eo, hoặc là bà con mình xác định theo cái ngày mà ví dụ như giống 54, 51, mình bà con mình xác định theo 42, 42 ngày. Thì hiện tại bây giờ bà con mình xác định đón đồng bằng cách là mình xé đồng, thì mình dập cho mình nhổ cái cây lúa lên, cái cây lúa cái ha, mình nhổ lên đầu đầu mình tước ra, tự nhiên là mình thấy cái ở dưới bùi nhùi nó lên có khoảng từ 1 ly, là lúc đó là bắt đầu là mình đón đồng, là mình lấy phân ra mình gãi. Vậy thì tại sao cái thời điểm xác định đồng lại quan trọng không? Trước đây á, cái năng suất bà con mình á, nó không có đột biến và nó không được như bây giờ, là chẳng qua thời trước đây người ta không biết được cái kỹ thuật bón phân đồng 1 ly. Tại lúc đồng 1 ly á, là cái lúc là tượng khối sơ khởi, thì đây là cái tiền đề để mà tạo cái số hạt tối đa trên bông cũng như là số nhánh dế trên bông. Thành ra lúc này bà con mình bón phân ngay thời điểm đón đồng á, nó sẽ khác biệt rất là nhiều. Nếu trước đây bà con mình bón lúa lên rất là nhiều, lúa đồng khoảng 1 phân á, thì lại cái số hạt nó không tăng, mà bây giờ người ta bón lúc 1 ly á, thì cái số hạt sẽ tăng tối đa trên bông. Thành ra cái tiềm năng năng suất trên cái đồng ruộng ngay thời điểm này á, nó sẽ rất là quan trọng để mà trong tương lai chúng ta được có mùa vụ bội thu. Đạt vụ mùa bội thu là chuyện nằm trong lòng bàn tay của ông Đức, dù ruộng lúa nhà ông cũng đang có rễ nâu trong giai đoạn làm đồng. Một trong những bí quyết của ông là áp dụng kỹ thuật xé đồng từ khoảng 7 năm nay. Canh đón đồng rồi phun thuốc, mình phun thuốc để cho nó đúng theo cái thời điểm đó, mình xử lý cho cây lúa tốt, coi như là nó có cái năng suất nó đạt cao hơn. Hồi trước mà nếu một vụ hè thu vậy đó, một công đất của mình đó, thì nó khoảng chừng 600 kg lúa trở lại. Nhưng mà so với thời điểm này thì một công vậy nếu như có kém chăng đi nữa thì cũng từ 800 kg. Khi lúa được khoảng 38 ngày tuổi, bà con nông dân cần thường xuyên kiểm tra để xác định thời điểm bón phân đón đồng hợp lý. Thay vì chỉ bón một lần, bà con cũng có thể áp dụng phương pháp đón đồng 2 lần, nghĩa là chia lượng phân ra làm 2 đợt, giúp các chồi phát triển sau có đủ dinh dưỡng để trổ bông, tạo hạt. Chúc mừng ba khán giả sau đây đã trở thành người may mắn. Khán giả Nguyễn Minh Tâm ở Tân Trụ, Long An, ba số điện thoại cuối là 765. Khán giả Cao Tấn Phát ở Dòng Riền, Kiên Giang, ba số điện thoại cuối là 823. Và khán giả Lâm Quang Diệu ở An Phú, An Giang, ba số điện thoại cuối là 743. Câu hỏi đối với nhà nông lần này có nội dung như sau. Để đón đồng hiệu quả, đạt năng suất cao, bà con nên làm gì? A. Bón phân khi lúa có đồng 1 ly. B. Phòng trừ dịch hại trên lúa. C. Cả hai cách trên. Để tham gia, bà con và quý khán giả soạn tin theo cú pháp CTBV khoảng cách đáp án đúng và gửi về tổng đài 0929 141 000. Ví dụ, nếu cho rằng đáp án B là đúng, thì soạn tin CTBV khoảng cách B rồi gửi về 0929 141 000. Chúc bà con và quý khán giả may mắn. Cảm ơn Tập đoàn Lộc Trời đã đồng hành với Canh Tác Bền Vững. Xin chào và hẹn gặp lại bà con và quý khán giả trong những chương trình lần sau.